mô Phật, con trò xin cầu nguyện cho hai sư cô chân cứng đá mềm vững bước để thắp đuốc đi vào cuộc đời. Bởi vì cuộc đời vốn cái vô minh thì mình phải lấy cái đuốc quang minh mình mới đủ sức đi vào cuộc đời. Cho nên không có gì hơn chúc hai sư cô chân cứng đá mềm. Mây bay ngang qua núi, mây sẽ tể làm hai. Cuộc đời dẫu trong gai, rồi ngày mai sẽ đẹp. Con cũng xin kính chúc và quý Phật tử, các cô, các bác, sức khỏe và mãi là những người hộ trì Tam Bảo. Phật Pháp có trường tồn, xương minh là nhờ quý vị. Quý vị là những cái cánh tay nối dài, những cái người tiếp nối cho Phật Pháp. Cho nên, kính chúc quý vị chúng ta tươi, trẻ và đẹp. Và có một cái mà đừng quên là hồn nhiên. Một giờ nói gì nữa. Giờ nhận hoa ha. Rồi. Mô Phật, cũng cảm ơn Hiền Như Tịnh Thất để tấm lòng ha, mộc mạc đơn sơ nhưng mà đầy giá trị. Rồi mình hát tiếp cho vui nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday. me. Happy Happy birthday birthday to Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. 25 tuổi của thầy. Già lắm rồi. Rồi, dạ cắt bánh ha. dạ Mình tụng với một cái bài năm bài kệ ngắn cho vui nha. dạ Nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời đều an lành tất cả thời đều an lành. Xin nguyện từ bi thường gia hộ, nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày đều an lành tất. Xin nguyện từ bi thường gia hộ mô Phật Mô Pháp Mô Tăng. Rồi bắt đầu ăn bánh kem. Dạ Mô Phật, con kính thỉnh đại chúng cùng con niệm Phật cầu gia bị Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch đại chúng, hôm nay ngày mùng 4 tháng 8 năm 2018, tại Hiền Như Tịnh Thất, con được có dịp về thăm đảnh lễ Phật cũng như là thăm viếng quý sư cô và thăm lại quý Phật tử, những người thương, những người thương trong cuộc đời, những người quyến thuộc Bồ Đề,
để cho chúng con có thêm cái những người thân, những người kính quý để cùng chất tấn lẫn nhau trên bước đường tu học, cũng như nỗ lực để tự tu và giúp mọi người cố gắng mình tiến tu. Thì đó là cái tâm nguyện, cái ước mơ mà trước giờ mình dành cả tuổi thanh xuân của mình để theo đuổi nó. Cho nên hôm nay sự hiện diện của quý vị là một cái niềm rất là vui, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Đặc biệt hôm nay thì con trò cũng rất là vui là có được một cái buổi sinh nhật hoành tráng đến như vậy. Và nói là tấm lòng của quý Phật tử dành cho quý báu lắm, thương kính, và phải nói là rất là xúc động. Ha, rất là xúc động. Cho nên đó là cái, nhưng mà thường là cái ngày sinh nhật nó đù lúc nào cũng rơi vào cái khoảng tháng 7, ngày xá tội phong nhân á. Ngày đó là ngày bắt đầu ra đời á. Ngày âm lịch á. Cho nên có những cái lúc mà những huynh đệ hồi xưa đi tu á, cũng khi mà đến gần cái ngày sinh nhật á, mấy huynh đệ cũng có tổ chức cho, rồi thường vào dằm tháng 7 mình cũng được ngồi bên những huynh đệ thắp những cái nến rồi cùng hát những bài hát Happy Birthday. Đôi lúc như đó thôi, nhưng mình làm cho mình nhớ hoài. Cho nên hồi nãy các vị hát chúc mừng á, làm nhớ lại những người huynh đệ hồi xưa đi tu ở dưới mình. Bây giờ thì ngoảnh nhìn lại thì không còn nữa. Các huynh đệ đã có những vị thì hoàn tục ra đời, và có những vị thì theo những bông hồng nào đó mình không biết bây giờ ở phương trời nào. Rồi có những người thì cũng vì những cái lý tưởng khác, những cái ước mơ khác thì bỏ con đường đạo, không còn tu nữa. Cho nên mình thấy là nó mỗi con người có một cái hướng đi, mục đích nó khác nhau. Rồi mình giờ mình tìm lại, mình nhớ lại, đôi lúc những khi nhắc lại á, mình tìm ra mình không còn thấy nữa. Cho nên thương lắm. Tuổi thơ tôi với mái chùa nhỏ bé. Gì nữa? Tuổi thơ tôi với mái chùa nhỏ bé. Bây giờ mình mới hiểu là gì? Còn tu là đã quý rồi. Tuổi thơ tôi với mái chùa nhỏ bé, cứ thấy người lặng lẽ vào ra, như bồ đề cũng có ngày đổ ngã bởi trăm ngàn mối họa chim sâu. Cho nên bây giờ mình thấy được cái cảnh đó, mình nhớ lại mình thấy là còn tu là đã quý. Con đường, cuộc đời, đạo hay đời gì, có những lúc chúng ta cũng bị trên vên không lối về. Cho nên mình thấy cái trên vên đó mà mình ngẫm nghĩ lại, mình quý còn cái động lại là cái tình. Cái tình để mình sống với nhau, mình hết lòng, mình yêu thương nhau. Đó là cái còn lại, cái tồn tại mãi. Còn cuộc sống nó giống như một cái sự lên xuống, và nó cũng lúc nào cũng phải thăng trầm. Cho nên mình để ý á, một ngày nào đó mà mình thấy cái con đường đi cuộc đời mình á, mà nó trải dài, nó thẳng băng á, là chúng ta tắt thở. Là chúng ta tắt thở. Vì hiểu không? Khi mà cuộc sống nó có xuống lên á, thì mình còn sống nha, còn thích vào thở ra được. Chứ khi mà nó thẳng băng rồi đó, là chúng ta tắt thở. Khi mà mình bị bệnh tim á, mình vô trong bệnh viện á, mình coi trong mấy bộ phim mình thấy là gì? Nó hiện lên trên màn hình. Hiện lên trên màn hình là gì? Nó cái đường sống á, nó phải lên xuống, nó báo hiệu là chúng ta còn sống. Còn mình thấy là đến khi nào mà cái màn hình á, nó có một cái đường thẳng á, nó chảy dài song song thẳng miết như vậy á, là nó báo hiệu là cái người này không còn thở nữa. Đứng tim rồi, chết rồi. Mình coi phim á, mình thường thấy là nó, nhất là những cái bộ phim anh em nhà bác sĩ đó, thường là như vậy. Để mình nó là một cái triết lý sống để mình nhắc mình là cuộc sống thì nó có xuống có lên, có mênh mang, có buồn vui, có hạnh phúc, rồi cũng có khổ đau. Cho nên mình thấy được cái điều đó, mình ngộ ra, mình cảm nhận là cuộc sống là như thị như nhiên, là vốn dĩ là như vậy. Để làm chi? Để mình thấy mình bình an. Mình bình an hơn trong cuộc đời mình. Mình đi về chùa, mình đi học đạo cũng vậy á, là mình muốn làm cái gì?
Mình muốn tìm một cái điểm tựa bình an cho cuộc đời thôi. Và khi mà chúng ta không có điểm tựa thì chúng ta cảm thấy trên vên. Cho nên bây giờ thấy nhiều người trên quên quá. Đến với quý vị trong buổi pháp thoại ngày hôm nay với chủ đề trên vên. Trên vên tức là mình không có hướng đi, mình không có mục đích, mình lơ lửng. Tôi gọi là trên vên trên vách núi. Trên vên hoặc là chơi vơi gì cũng được. À, mà chơi vơi nghĩa nó ghê quá. trên vên cho nó bình dị đi ha. Trên vên mà mình đứng ngay cái góc vốc núi, hoặc là mình đang leo trên một cái vực thẳm, cái hố sâu, mình không có hướng đi, không có lối về. Rồi mình thấy mình lơ lửng. Tôi nói là sáng nay á, trời đẹp lên cao, tôi buồn mà không biết vì sao tôi buồn. Từ lúc đó là cái cảm xúc của mình á, nó rơi vào một cái trạng thái trên vên. Tôi buồn mà không biết vì sao tôi buồn. Cho nên mình thấy được cái chỗ đó. Con người, cuộc đời của chúng ta nếu mà không có điểm tựa là mình sẽ trên vên dữ lắm. Mình mênh mang, không có lối về. Cho nên mình tu á, mình ngộ ra, mình thấy được là mình hạnh phúc được là mình có hướng đi, có mục đích, có lối về, bình an cho cuộc đời mình. Đó chính là cửa đạo, là giáo lý, là những cái giá trị cao đẹp mà mình có được, học được để chúng ta ứng dụng được trong ngày hôm nay. Cho nên chúng ta quay về nương tựa hải đảo tự thân, là mình thấy được chỗ đó. Đó là cái điểm mà chúng ta cảm nhận được, hạnh phúc được khi mình, người tu mình, ý thức được là cuộc đời vốn là trên vên. Cho nên mình đôi lúc mình buồn buồn á, mình vu vơ, mình ca là nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa, rồi gì nữa, bản thân anh ngơ như người xa lạ, người tình bao năm trắng gối, bây giờ còn dối gian nhau, mấy ai trong đời hiểu thấu. Còn nữa, tiền khô cháy tôi, có ai hiểu chăng? Rồi gì nữa? Nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà, rồi đò đầy trong cơn mang đắng, ôi đời còn lắm phong ba, biết bao ước vọng trôi qua. Mình thấy đó, tức là đó chính là trên vên đó. Đó chính là trên vên đó. Tức là mình không còn có điểm tựa, mình buồn mà mình tiền mình gọi là không còn nữa đó, gọi là tiền khô cháy túi, có ai hiểu chăng. Mình không còn đồng nào trong túi ấy, nhưng mà ai nghĩ mình cũng là đại gia hết. Mình nói ra người ta kêu mình than, mình thở, nhưng mà không nói thì người ta không có hiểu, người ta cứ nghĩ mình là đại gia. Là đa dạng. Cái đau ở chỗ đó lúc buồn lắm, lúc mình không có tiền, mình khó khăn, mình từ đôi lúc có nhiều lúc mình cũng từ chối khéo, mình nói thôi bận cái này bận cái kia, nhưng thật sự là mình bị viêm túi, mình không có tiền, đúng không? Cho nên ai cũng nghĩ mình là đại gia, cho nên mình thấy là tiền khô cháy túi, có ai hiểu chăng? Nhiều khi gì vẫn vơ như kẻ không nhà. Có chính cái ngôi nhà của mình đó, cái gia đình của mình đó, có nhiều lúc đó, mình không muốn về nữa. Có những người thân yêu của mình đã sống với họ, có một ngày nào đó chúng ta không còn dám nhìn mặt họ nữa. Cho nên mình thấy là từ cái vật chất đến tinh thần đó, đến một ngày rồi chúng ta cũng bị trên vên, cũng bị đứng hình. Mình không biết là bây giờ mình phải làm cách nào nữa, mình phải sống ra sao nữa. Rồi mình gì, mình tự ti với bản thân của mình, mặc cảm. Cho nên ở đạo Phật á, hay cái chỗ là lúc nào cũng dạy cho con người á phải nương tựa vào chính mình nha, vì biết. Cho nên Đức Phật á, ngài là một vị thầy tâm linh mà chúng ta thường gọi là
bậc thầy chỉ đường cho chúng ta, đó là con đường giải thoát và giác ngộ. Thì Ngài là một trong những vị mà đưa cái người học đạo đó, đưa cái người đệ tử của mình đó, trở thành những cái người sau này có thể trở thành những người ngang hàng với chính mình. Đó là cái Phật tánh ở trong con người chúng ta ai cũng có hết, ai cũng tồn tại hết. Và rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ thành Phật. Cho nên á, mình thấy được cái chiều đó là mình biết là mình học Phật á, cái mà quan trọng để vượt qua được cái chênh vênh cho cuộc đời mình á, là mình đừng bao giờ tự ti và mặc cảm. Ta trong tiếng Anh nó có gọi một cái câu là be yourself. Be beautiful, be yourself. Ta có là ta mới đẹp. Đúng không? Ta có là ta mới đẹp. Mình là mình thôi. Mình không cần cái nhu cầu phải trở thành một cái ai khác hết. Mình là ho dại bên đường. Mình cũng tô điểm gì cho những cái sỏi đá bên cạnh mình nó khô cứng. Có những cái bông ho dại bên đường, nó làm cho những cái con đường đó nó bớt khô khan đi, bớt nắng nóng đi. Dù mặc dù không ai ngó ngàng tới nó, nhưng nó vẫn âm thầm để tô điểm cho cuộc đời. Chứ không phải nhất thiết chúng ta phải là loài hoa hướng dương, loài hoa một cái vườn bông hoặc là một cái vườn hoa tulip chúng ta mới hạnh phúc đâu. Chúng ta chỉ âm thầm là những bông hoa bên đường thôi. Nhưng cái quan trọng là phải là bạn, phải là một loài hoa thật sự để tô điểm cho cuộc đời. Be beautiful, be yourself. Cho nên chúng ta Phật tử, mình tu học, mình không có quyền tự ti mặc cảm. Phải nói là như vậy. Chúng ta không có quyền tự ti mặc cảm với chính bản thân mình. Một ngày nào đó mình tự ti mặc cảm, mình thấy mình già rồi, mình thấy mình yếu rồi, mình thấy mình như thế này thế kia. Kính thưa quý vị, mình để ý nha. Mình thấy là mình 60 tuổi, 70 tuổi, mình nghĩ mình già hay mình trẻ? Trẻ hay già? Mình nghĩ mình gì? Mình già rồi. Nhưng mà bây giờ mình 70 tuổi, mình so với cái người 90 đi, mình già hay mình trẻ? Hả? Trẻ. Mình già từ khi nào? Mình so với cái người 30, cái người 40 hoặc là cái người 20, 15, 20 tuổi thì mình mới là, mình mới già. Chứ thật sự mình trẻ hơn người 90. Cho nên đừng bây giờ nghĩ mình già à, đúng không? Bây giờ nói mình sức khỏe mình gì? Mình yếu quá rồi. Mình yếu quá, mình nhức lưng mỏi cẳng, trùng chân mỏi gối, mình đau đầu. Nhưng đôi lúc quý vị biết là mình so với những người mà họ đang nằm liệt giường, liệt chiếu, họ không còn khả năng gì để đi lại, khả năng nói cười, thì mình thấy là mình khỏe hay là yếu? Khỏe. Bình thường mình nghĩ mình là yếu hay khỏe? Yếu. Nó gọi là mênh mang, không biết mình yếu hay khỏe ha. Cho nên mình có quyền tự mình an ủi với chính mình nha quý vị. Trong cuộc đời cũng vậy, quý vị cũng như vậy á. Mình có quyền phải tự an ủi với chính mình nha. Khi mình thất bại, mình bơ vơ, mình lạc lõng, mình không còn điểm tựa cho cuộc đời mình nữa, thì mình còn một cái để quay về nương tựa, đó là chính mình. Cho nên á, quý vị biết là cái người phụ nữ á, cái mũi á, mà lỡ nó bị xấu á, thì cái con mắt nó đẹp nó bù lại. Cái con mắt, cái mũi mà nó xấu á, thì cái đôi môi á, cái miệng phải đẹp. Cái đôi môi á, cái mũi á, con mắt mà xấu á, thì cái khuôn mặt phải đẹp. Mà bây giờ á, là cái mắt, cái mũi, cái môi, cái khuôn mặt xấu luôn á, và thì cái thân á, cái tướng mình phải đẹp. Mà lỡ á, mà cái khuôn mặt xấu á, cái thân tướng mình, cái dáng mình nó cũng xấu luôn á, thì sao? Thì cái tâm hồn phải đẹp. Đồng ý không? Thì cái gì cũng xấu hết trơn là thấy chất quốc rồi. Cho nên mình phải để ý cái chỗ đó. Thật sự là mình cũng có xấu đâu. Tại có một cái là mình không được đẹp thôi. Nhưng mà thật sự á, vì biết á, mình xấu đâu phải là mình xấu. Tại cái là mình đi mình so sánh mình với là cái người đẹp thôi, cái người khác thôi. Mình ước mơ mình trở thành hoa hậu, mà vì biết hoa thì nó cũng sẽ tàn.
hoa nào mà không tàn. Cho nên á, ở tiếng Việt của mình hay lắm, nó có nhiều câu chữ mình thấy nó thông suốt lắm. Giống như cái từ cảm thông, mình muốn thông được ai á, mình phải cảm được họ, đúng không? Khi mà chúng ta không ngồi lắng nghe tâm tình của một ai đó thì chúng ta không thể nào hiểu hết những gì họ đã từng trải qua, đúng không? Cho nên á, mình muốn gì, mình muốn thông được cái gì á, mình phải cảm. Cho nên mình thấy được cái chỗ đó là mình dung thông. Mình dung thông, mình hiểu ra cái sự đời, sự vật, hiện tượng là như vậy. Ở cái người phụ nữ cũng như vậy, hay là bất cứ chúng ta cũng như vậy. Đừng bao giờ mình tự ti, mặc cảm với chính mình. Và nhớ nha, trong mỗi chúng ta ai cũng có gì? Phật tánh ở trong người. Cũng có khả năng giác ngộ, cũng có khả năng thành Phật. Và đó chính là tinh thần của Đạo Phật. Cho nên khi mà Đạo Phật ra đời Ấn Độ á, giúp cho cái gì? Cho cái nền văn minh, cái văn hóa của Ấn Độ á, đưa cái tầng lớp giai cấp của con người lên một bậc nữa. Đó là sự ngang hàng. Vì khi nước mắt cùng mặn, máu cùng đỏ. Thì mình thấy đó là gì? Tức là Đạo Phật mình tu theo Phật giáo á, mình thấy được cái chỗ đó mình thương, mình kính lắm. Khi mà chúng ta đi vô chùa, tại sao chúng ta phải mặc cái áo tràng lam, mặc áo giới? Để mỗi chúng ta, dù chúng ta là có bà hoàng, bà chúa, hay là ở ngoài đời, ở xã hội địa vị như thế nào, khi mà vào trong chùa rồi, chúng ta đều chung một màu áo lam, thân thương. Cho nên mình thấy màu áo lam, thân thương, mỗi chúng ta đều là bình đẳng, đều dễ thương, dễ mến như nhau hết. Còn mình mặc áo lam rồi mà mình chống nạnh, còn mình xăng hai tay áo lên, mình chống, mình đứng, mình chửi người ta nữa, thì mình thấy là nó gì? Nó kỳ cục ghê gớm lắm. Nó dị hợm lắm. Cho nên ở người tu á, tại sao mà Đức Phật nói là phải mặc gì? Mặc một mặc màu quỳnh y. Để mình biết là gì? Khi mình tu rồi, mình cạo bỏ râu tóc rồi, mình trở thành cái người xuất sĩ rồi. Xuất sĩ, cái người tu gọi là xuất gia đó. Thì mình thấy là mình phải nhập vô chung cái thể bình đẳng, trong đó là cùng chung một cái danh hiệu là tỳ kheo, là bình đẳng. Tức là mỗi chúng ta không còn địa vị, không còn giai cấp, không còn có cái quyền lực gì nữa, mà cái mà chúng ta còn lại đó là lấy cái tình, cái giác ngộ, cái đạo lý mà sống với nhau. Cho nên ở Phật tử chúng ta cũng như vậy nhé. Mình để ý mỗi chúng ta đều có tự tánh bình đẳng. Và nhắc lại quý vị, mình muốn mình không bị chênh vênh giữa cuộc đời này, chúng ta đừng bao giờ tự ti, mặc cảm với chính mình. Đồng ý không? Cho nên á, Trịnh Công Sơn có một cái câu nói là: đời cho ta thế, cứ hãy sống tới như mọi ai. Mặc dòng sông kia có cuốn đắt cát ra biển khơi. Đời cho ta thế, tức là đủ rồi. Cứ hãy sống tới như mọi ai. Mặc dòng sông kia có cuốn đắt cát ra biển khơi. Thì cái đắt cát đó trên dòng sông á, mặc dù nó có bị cuốn trôi đi nữa, thì nó cũng vẫn là cát, nó cũng vẫn trở về với đại dương. Cho nên mình thấy được cái chỗ đó là gì? Mình hạnh phúc lắm. Mình vui cười, mình hạnh phúc. Bởi vì mình thấy là từ đây mình đã có hướng đi, có mục đích cho cuộc đời của mình. Mình không còn gì, không còn cảm thấy bơ vơ và lạc lõng nữa giữa cái dòng đời nữa. Cho nên á, mình càng tu á, mình càng thấy mình gì? Mình càng mạnh mẽ ra, mình càng quyết đoán. Mà cái trí tuệ á, kính thưa quý vị á, nó được trưởng thành trong tĩnh lặng. Và cái tính cách nó sẽ trưởng thành trong giông bão. Cái trí tuệ chúng ta nó sẽ trưởng thành, nó đạt được trong cái sự tĩnh lặng. Nhưng cái tính cách của chúng ta sẽ được trưởng thành trong giông bão. Khi mà có quá nhiều cái khó khăn, cái thử thách, cái giông bão rồi á, thì tự nhiên á, nó làm cho cái tính cách của chúng ta trưởng thành thêm lên. Khi mà chúng ta quá kiêu ngạo, quá hống hách, quá
tự cao tự đại á, kính thưa quý vị á, khi mà chúng ta bị cái xã hội á, cái cuộc đời á, nó dùi dập của chúng ta, thì từ đó cái tính kiêu ngạo hống hách nó còn không? Đôi lúc cũng còn á nha. Nhưng mà nó giảm bớt. Ta kiêu ngạo, ta hống hách từ khi ta có gì? Có sắc đẹp nè, có tiền tài nè, có được ông chồng gì? Ông chồng thành đạt, doanh nhân. Rồi ta có tiền, có bạc này nọ mọi thứ. Đến khi á, những cái thứ đó nó mất đi á, thì cái tính cách của mình kiêu ngạo, tự hào, từ từ nó cũng xì, nó cũng sẽ mất đi. Cho nên cái trí tuệ nó sẽ được trưởng thành trong sự tĩnh, tĩnh lặng. Khi mình ngồi thiền im lặng rồi, mình tĩnh tâm rồi, thì mình thấy rõ cái sự vật hiện tượng ở đời. Mình nhận ra được cái buồn vui thương cát nó diễn tiến ở trong đời. Đến khi cái giông bão cuộc đời nuôi ta lớn, bao lần vụng dại dạy ta khôn. Sóng gió cuộc đời nuôi ta lớn, bao lần vụng dại dạy ta khôn. Cho nên khi á, mình càng thất bại á, mình càng khổ đau á, thì mình càng có thêm kinh nghiệm. Cho nên á, đi đâu sư cũng thường nhắc các vị á, khi mà chúng ta có quá nhiều cái nỗi đau thời quá khứ, thì chúng ta hãy lấy cái nỗi đau đó, biến nó trở thành một kỷ niệm. Có thể là kinh nghiệm hoặc là một kỷ niệm. Kỷ niệm đó có những kỷ niệm đẹp, có những kỷ niệm rất đẹp, nhưng rồi cũng có những kỷ niệm không đẹp. Nhưng nó vẫn là kỷ niệm. Hãy để nó ở trong lòng và để nó nằm yên đó. Nó không còn râm rỉ làm cho chúng ta tổn thương, làm chúng ta khổ đau nữa, mà mình biến nó thành một cái kỷ niệm. Đến với thưa quý vị là có một cái sư cô bạn á, của sư á, là sư cô là hầu xưa mà làm chú tiểu ở chùa đó. Thì bữa hôm đó mà khi mà hai người, người sư chị và người sư em á, vô tình mới, người sư em á, mới lấy cái thức ăn đó của người sư chị mà nấu ra để đem lên cúng cho thầy, cho thầy trụ trì đó. Thì cái người sư em mình đâu có biết, cái tưởng nấu món ăn đó ra thấy ngon quá, mới láng láng lấy cái muỗng đó dít một miếng. Mà kính thưa quý vị á, thí dụ như những cái món phở hoặc là món cháo á, thì mình dít một miếng thì nó còn đắp lại nha. Còn cái này cái miếng rau câu á, mà rít một miếng thì mình giấu được không? Không. Cái này ăn dụng mà cũng khờ nữa. Lấy cái muỗng rít miếng rau câu. Cái bắt đầu cái người sư chị này á, mới phát hiện ra. Mới nóng tính quá. Mới kêu biết ra là cái người sư em này á, mới rít cái muỗng rau câu như đó thôi đó. Mà kêu lên quýnh dài bạc tai. Mà ở trong chùa thì được con cái là không có tóc nên không có đấm tóc giật được. Cho nên là quýnh dài bạc tai. Hai chị em á, cái người sư em á, nóng giận ha, tức ở trong lòng á, mà nói là ăn có miếng rau câu à, làm gì dữ vậy? À, ăn có miếng rau câu mà làm gì mà phải tình nghĩa chị em biết bao lâu nay mà đánh bạc tai như vậy. Thì cái người sư em này á, giận và tức ở trong lòng á, để im làm, nằm im cái mối tức ở trong đó là trong suốt á, mấy năm á, là hai người giận nhau mà hờn nhau mà không nói chuyện với nhau. Đến một thời gian thì cái người sư em này á, mới không còn ở chùa nữa, mới ra đi. Và cái người sư chị này á, cũng có nhân duyên nào đó mà không còn ở chung chùa nữa và cũng ra đi luôn. Thì hai người ra đi như vậy á, là không hề nhìn mặt nhau luôn, không hề nói chuyện với nhau. Thì trong một thời gian như vậy, hai người sống không có liên hệ gì hết trơn. Kính thưa quý vị là 8 năm, trải qua 8 năm trường như vậy. Thì bắt đầu một thời gian là khi mà cái người sư em này á, học được cái cách mà làm mới á, tức là làm mới lại cái nỗi đau thời quá khứ á, và biến nó trở thành kỷ niệm như nãy sư đã nói á, thì cái người sư em này nghĩ là thôi bây giờ biết đâu cái người sư chị của mình á, đã bỏ qua cái điều đó và mình cũng sẽ chấp nhận bỏ qua để rồi mình phải tìm lại cái người mà đã từng sống với mình chung một cái ngôi chùa bé bé xinh xinh thời tuổi thơ như vậy. Cho nên cái người sư chị này, cái người sư em này mới bắt đầu đi hỏi các vị mà ở trong huynh đệ á, hồi xưa tu trong chùa á, mới số cái điện thoại liên hệ này nọ xong, thì bắt đầu mới nhắn tin cho cái người sư chị này. Thì nhắn tin mà nghe gọi á, khi mà được nhắc lại cái câu chuyện mà thời quá khứ á,
Cái người siêu chị này vì biết là khóc nức nở. Khóc nức nở. Tại vì người siêu chị này chính cái chút đó thôi á, ân hận tới bây giờ luôn đó. Và tìm đủ mọi cách hỏi người này người kia để hỏi tung tích cái người siêu em mình bây giờ đang ở đâu. Hồi xưa cũng vì một chút sân si á, lỡ tạt tay người đánh người siêu em của mình, bây giờ giống như là tuột mất đi khỏi tầm tay. Mà hai chị em hồi xưa ở chung chùa thương nhau vô cùng vô tận. Thì cho nên khi mà liên hệ được, hai chị em nói chuyện rất khóc rất là nhiều. Và từ đó gì, hai vị bắt đầu mới liên hệ với nhau, bắt đầu mới tha thứ bao dung cho nhau. Và kính thưa quý vị, kể từ đó thì hai sư chị và sư em đi đâu, đi chung Phật sự nào cũng có mặt cho nhau. Mình thấy á, đôi lúc chỉ còn một chút xíu thôi, cái ý niệm thôi, cái ý niệm gì, ý niệm bao dung, ý niệm tha thứ, và cái ý niệm biến nỗi đau của mình thành kỷ niệm, dù kỷ niệm đó có đẹp hay không đẹp. Cho nên mình sống, mình thấy đôi khi mình trưởng thành rồi đó, mình nhìn lại mọi sự vật hiện tượng ở thời quá khứ, mình giống như là mình thấy nó giống như là một cái cuốn phim quay chậm, nó từ từ nó quay lên. Có những lúc gì? Có những lúc cao trào, có những lúc cao trào, có những lúc là nhân vật chính là mình phải rơi nước mắt, phải khóc. Có những lúc nhân vật chính rồi đóng vai phản cảm, rồi đóng vai gì? Đóng vai ác, đóng vai hiền, vai thiện, đóng vai này, vai kia. Đôi lúc mình ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được thành, bại mất, bỗng chốc, hóa hư không. Mình nhìn lại, mình ngắm, mình nhìn lại, mình thấy cái cuộc đời như vậy. Bây giờ mình mỉm cười cái đôi môi thật tươi, thật trẻ. Bởi vì mình muốn giữ lại cái giây phút hiện tại này. Cái giây phút, cái thời khắc hiện tại này. Cho nên á, mình tu học á, mình thấy, mình nhận diện được cái chỗ này là mình hạnh phúc lắm. Mình không còn gì, không còn thù hận ai nữa, không còn trách móc, không còn oán hận nữa. Nếu mà chúng ta không tha thứ được cho người khác thì chúng ta cũng đừng tự làm mình khổ. Cho nên không có cái quyền gì, không có cái bắt buộc hay là một cái hình thức gì mà để chúng ta phải mãi vùi chôn cái cuộc đời của mình vào trong những cái tháng ngày sầu khổ. Khi mà đi đám, đám tang á, nhiều lắm. Nhiều lúc mà gặp các cụ mà hay ghi mà hấp hối á, sư thường nắm tay các vị, với các vị đó đó, thường ngồi bên cạnh nắm tay. Thường là vì mình hộ niệm á, mình niệm Phật A-di-đà, mình tiếp dẫn. Thì sư á, thì cũng có hộ niệm, nhưng mà thường là sư ngồi, sư tâm tình nhiều hơn. Bởi vì mình biết lúc đó là họ rất là cô đơn. Và cái con đường sanh tử á, gọi là tử lộ đó, mênh mang, không biết lối về, đi đâu về đâu. Cho nên sư ngồi, sư nắm tay ở bên cạnh. Cái thời khắc đó, kính thưa quý vị, là người ta cô đơn đến vô cùng vô tận. Mặc dầu cái người thân yêu bên cạnh của mình á, nào là chồng, nào là gì, con, nào là cháu chích bên cạnh mình, nhưng mà họ cảm giác cô đơn lắm. Bởi vì sao? Bởi vì họ ý thức được rằng ít phút nữa thôi, ít giờ nữa thôi, hoặc là ít ngày nữa thôi, họ sẽ rời xa tất cả. Mặc dầu ở hiện tại họ đang sống với gia đình của mình, sống với mọi người như vậy. Cho nên họ thấy được, họ nhìn về cái tương lai như vậy, họ buồn khổ lắm, cô đơn lắm. Khi mà nắm cái tay của cái vị đó, kính thưa quý vị, là nhiều người tôi thấy nó lạnh tanh, lạnh tách. Và sư thường hỏi là cái điều gì mà cô cảm thấy hối hận nhất. Tại vì khi mà chúng ta để cái sự hối hận ở trong lòng mình á, mình không nói ra đó, thì mình khó mà bộc bạch lắm. Mình khó được trải lòng, mình khó thanh thản được lắm. Cho nên sư nói là thường hỏi đó, cụ thấy cái điểm gì mà cụ hối hận nhất. Thì hầu như đến 70-80% sư nghe là cái hối hận nhất của các vị là khi mình có sức khỏe đó, khi mình cái thời mà còn mạnh khỏe, còn sống, không sử dụng đúng cái khoảng thời gian đó để sống cho cuộc đời có ý nghĩa. Đó là các vị mà chưa có tu á nha. Các vị không có tu, hầu như họ hối hận là khi họ còn sống, họ có sức khỏe đó, họ không sử dụng được cái khoảng thời gian đó để sống cho cuộc đời cho có ý nghĩa. Có ý nghĩa ở đây có nghĩa là họ vừa giúp mình, giúp người và giúp đời.
Chứ bằng không, họ cứ sống cho chính họ, họ sống cho gia đình. Và nhiêu đó thôi họ dừng lại. Họ không biết sẻ chia, không biết phụng sự, không biết hy sinh. Họ cảm thấy khi mình nằm xuống rồi á, mấy người khó khổ bên cạnh mình, những người mà mình đã từng mang ơn á, mình chưa có cơ hội để đền ơn, để giúp đỡ. Cho nên họ mới hối hận là khi họ còn khỏe đó, còn có sức khỏe, họ chưa làm được những cái điều đó. Và ngay chính chúng ta cũng giống như nghe như vậy, giống như một cái tiếng chuông cảnh tỉnh mình trong giấc mộng trường vậy đó. Trong giấc mộng trường á, để mình biết là hiện tại á, mình còn có sức khỏe, mình còn có hạnh phúc, còn có tất cả. Và đặc biệt nữa là mình còn sống. Cho nên mình thấy được cái điều đó là mình thấy gì? Hạnh phúc lắm. Cho nên mình không có lý do gì mà mình cứ mãi vùi chôn cái cuộc đời, cái thân phận của mình vào trong cái tự ti mặc cảm cả. Mình tự tin vào chính bản thân mình. Mình cũng là gì? Mình cũng sanh ra một đời, và mỗi chúng ta ai cũng có một thời rồi thôi. Một thời rồi thôi, chứ có còn nữa đâu. Cho nên á, cái người mà thật sự đáng để chúng ta thần tượng á, là chính mình. Các vị nhớ nha, cái người tu học Phật, người Phật tử, cái người mình thật sự thần tượng phải là chính mình. Cho nên có một cái vị mà giáo sư đi lên trên một cái con thuyền chung với lại một cái anh này là cái người chèo thuyền. Thì cái vị giáo sư này mới lên trên thuyền, mới cảm thấy ta có học vị, tự hào, tự đắc lắm. Mới nói là, này hỡi anh chèo thuyền, anh có biết triết học hay không? Anh chèo thuyền mới nói là, triết học là cái gì? Hồi xưa giờ tôi lái thuyền đi kiếm tiền nuôi vợ con, bây giờ biết triết học là cái gì? Anh giáo sư này mới nói là, anh không biết triết học á, là anh chết 1/4 cuộc đời. Bắt đầu cái đi một đoạn nữa, cái vị giáo sư này mới nói tiếp là, này hỡi anh chèo thuyền, anh biết về khoa học hay không? Anh chèo thuyền mới nói là, khoa học là cái gì nữa? Hồi xưa giờ tôi chèo thuyền không à, giờ khoa học là cái gì? Vị giáo sư này mới nói là, khoa học là một cái gì minh chứng cụ thể về sự vật hiện tượng ở cuộc đời này. Là nó là logic học, để chúng ta nhận diện, để chúng ta ngộ ra, thấy ra được những cái sự biến hóa của tự nhiên, của vòng tuần hoàn. Các vị, cái vị mà lái thuyền này nói, không, tôi không biết khoa học gì hết á. Kỳ, cái vị giáo sư này mới nói là, anh mà không biết khoa học là anh tiếp tục chết 1/4 cuộc đời nữa. Thì bắt đầu cái đi một đoạn nữa, cái vị giáo sư này cũng nói là, anh biết về sinh học hay không? Cái vị lái thuyền này nói là, tôi cũng biết gì sinh học hết trơn á. Anh giáo sư này mới nói là, sinh học tức là mình nghiên cứu về cái cơ thể của mình, tại sao mình ho, tại sao mình cảm, tại sao mình bệnh, rồi tại sao mình đến khi mà nó mạnh, đến khi nó yếu, rồi đến khi mình gì này nọ trong cơ thể của mình. Đó là quan trọng lắm, căn bản của con người lắm, mà sao anh không biết? Anh chết 1/4 cuộc đời nữa, xin chia buồn với anh. Thì kính thưa quý vị là, đi đến một đoạn thì trên ngồi trên con thuyền mênh mang như vậy á, thì giông bão nó đến. Dông bão nó đến cái thuyền á, nó bảo mấy lắc lư, lắc lư, lắc lư. Thì cái anh lái thuyền này, anh mới đến anh hỏi vị giáo sư này, này hỡi giáo sư có biết biết bơi không? Anh giáo sư này nói, không, tôi không biết bơi. Anh lái thuyền này mới nói là, vậy là ông chết cả cuộc đời. Nói vừa xong, thì nó lắc lư, lắc lư. Ông lái thuyền này, ông nhảy xuống, ông bơi vô trong bờ. Ông giáo sư ngồi trên thuyền, chết rồi, chết cả cuộc đời thật rồi. Cho nên mình thấy là cái chỗ đó, nó có những lúc có những điều bình dị thôi. Cho nên ở trong đạo Phật của chúng ta cũng như vậy nè, kính thưa quý vị. Ở trong đạo Phật của chúng ta như vậy. Nó chỉ có hai điều mà Đức Phật Ngài muốn nhắn gửi cho chúng ta thôi. Một là gì? Khổ đau. Hai là hạnh phúc. Mình nhận diện hạnh phúc để rồi, nhận diện khổ đau để làm chi? Để mình sống đời hạnh phúc. Khổ tập diệt đạo. Khổ tập là gì? Là khổ đau. Diệt đạo là hạnh phúc. Đó là bao gồm hết tất cả giáo lý tứ diệu đế rồi, cái gì nữa? Tứ thánh đế đó. Cho nên sư nhắc với vị tu tập, chúng ta cố gắng, mình đừng bay cao, bay xa rồi bay luôn. Bay cao, bay xa rồi bay luôn là chết, ngủm cà đeo.
chết thiệt luôn á. Cho nên á, người nói vui như thế này nè, cái người mẹ mà chết á, người ta gọi là mẫu tử. Cái người cha mà chết ta gọi là phụ tử. Cái người mà làm bếp mà vô tình chết gọi là thái tử. Đúng không? Còn cái người mà ở trong chùa á, mà vô tình mà chết ta gọi là tự tử. Hiểu không? Tự là chùa. Ở trong chùa mà chết ta gọi là tự tử. Tại vì tự là chùa. Cho nên mình nói vui như vậy để mình thấy là gì? Mình tu á, cái chỗ làm sao mà mình chuyển hóa được cái khổ đau của mình để biến nó thành hạnh phúc. Rồi từ khi mình chưa tu, mình còn mặc cảm, còn tự ti. Bây giờ mình tu rồi, mình phải có hướng đi và lối về. Đồng ý không? Mình có hướng đi và lối về. Cho nên mình thấy có cái câu về cũng rất là vui là con vua á thì được làm vua. Con sải ở chùa phải vác lá đa. Đến khi mà thời thế can qua, con vua thì cũng phải ra quét chùa. Đúng không? Mình đọc hai câu đầu á, mình tưởng là con vua thì được làm vua, con sải ở chùa phải quét lá đa. Mình tưởng ồ, đó là định mệnh, đó là định luật, đó là như thế này thế kia. Mà nó chắc mình cũng vậy á. Thì con vui được làm vua, đúng rồi. Con vua quan thì phải được làm quan. Bây giờ mình con sải ở chùa, chú tiểu cực khổ thì phải quát lá đa. Nhưng mà mình phải nhớ lại có nhưng mà nữa nha. Thời thế mà can qua thì con vua cũng phải ra quát chùa. Mình cũng như vậy á. Cho nên á, mọi thứ á, chúng ta khi mà có được rồi á, tiền tài, danh lợi, biết bao nhiêu có mà chúng ta đang có sức khỏe cũng như vậy. Chúng ta đừng có ỷ y. Một ngày nào đó khi những cái thứ đó nó mất đi á, còn một cái còn sẽ sống lại với chúng ta, đó là cái tâm của chúng ta, cái tấm lòng của chúng ta và cái gì? Cái tình mà chúng ta còn lại. Cho nên có cái câu nói mà thường nhắc quý vị á, khi mà chúng ta lên trên cao rồi đó nha, đừng bao giờ quên những người ở dưới. Một ngày nào đó, khi mà chúng ta vô tình bắt chợt, chúng ta dấp chân té ngã từ trên cao mà dớt xuống dưới, thì chúng ta sẽ gặp lại họ thôi, chứ không ai hết trơn. Những người bên dưới chúng ta mà chúng ta đã lãng quên họ. Đó là cái đạo lý sống. Đồng ý không quý vị? Cho nên mình tu học Phật là mình tu cái đạo lý. Đạo lý để mình nhận diện cái điều đó. Mình thấy được, mình ngộ được từng chút chút một. Cho nên mình đời này á, mình ngộ được chút xíu. Đời sau ngộ được chút xíu nữa. Đời sau nữa, đời sau nữa. Thì quý vị sẽ thay trời hành đạo. Sẽ thay trời hành đạo. Để trở thành gì? Trở thành những người, là những người cùng nhau rống đi tiếng rống sư tử. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta đang gieo trồng hạt giống trí tuệ, lấy từ bi làm lễ sống, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Từ bi làm lễ sống. Một khi mình đã được có được cái từ bi rồi, kính thưa quý vị, là mình cái gì mình cũng có thể chấp nhận được hết, cái gì mình cũng có thể bỏ qua được và bao dung được hết. Bao dung, dung là bao lại và tha thứ. Dung là dung, từ dung gọi là dung, mình là mình dung chứa. Tức là mình bao dung được, mình từ bi được, mình lấy cái từ bi làm cái lẽ sống của mình. Mình lấy cái trí tuệ làm cái sự nghiệp của mình. Mình âm thầm, mình lặng lẽ, mình tu học, mình dồi trao cái trí tuệ của mình. Đời này và đời sau nó còn quý vô cùng. Cho nên không phải chúng ta giàu có tiền bạc nhiều là người ta lưu mình vô trong sách vở đâu. Vị đồng ý không? Không có cần chúng ta phải có nhiều tiền, nhà cửa sang trọng. Cái nhà mà chúng ta cực khổ để làm ra, xây lên một cái biệt thự, kính thưa quý vị, là mình trả nợ muốn chết luôn. Mà mình ở được có bao nhiêu đâu. Ở được 30% trong căn nhà đó là cùng. Đúng không? Chúng ta xây cực khổ, trả tiền, trả nợ, mọi thứ rồi. Mình ở được, có cái phòng ngủ đi về. Sẽ có nhiều cái cô Phật tử, quý vị biết là đến khi mà có hai đứa con á,
con nó lớn rồi thì nó ra riêng nó ở, nó đâu ở chung đâu. Cho nên mua cái căn biệt thự á, gần trên $1 triệu, mà cổ á, mỗi lần đi về đi làm về lủi thủi con mình, rồi cái gì biết không, sợ ma, nhà bự quá ở sợ ma. Mà trong khi á, trả tiền nợ nha, gọi là nghe nói là mấy chục năm như vậy đó, mà cổ phải gì nai cái lưng ra để cày, hai chớp ba chớp, cái gì cũng chớp hết. Cái gì cũng chớp hết. Lúc mình dòng lại mình suy nghĩ, mình nói được cái gì đâu. Cuộc đời của chúng ta có giới hạn, kiếp người mênh mang. Chúng ta đâu có phải là sống đời, sống để 800 tuổi như Bành Tổ, hoặc là sống 1000 tuổi một may, mình cũng có thể mình làm đi, để cho cái gì đó nó còn có danh gì núi sông. Nhưng mà kính thưa quý vị, cuộc đời chúng ta giới hạn lắm, nó không phải như mình nghĩ đâu. Cho nên chúng ta phải tự mình cột chói mình, chỉ cho khổ gì. Một cái mái ấm gia đình đủ sống, cái tình người sống ở trong đó, rồi chúng ta sử dụng được áp lực cái nợ, cái nần của chúng ta phải trả biêu bổng á, nó giảm bớt lại đi. Cái xe mà chúng ta đi á, nó sang trọng quá đi, rồi á, mình đổ xăng mình trả, mỗi lần mình đổ là có 70 đô, 80 đô, đổ một cái được 2-3 ngày nó hút hết trơn. Cứ đi kiểm tra bình xăng hoài sao nó hút hết trơn vậy. Mà nhưng thật sự cái xe chúng ta xài sang quá, thì cho nên si cái biêu bổng mà chúng ta trả tiền xăng chi tiêu á, một tháng chúng ta phải trả đến 3-4 ngàn đô chi tiêu như vậy. Mọi thứ á, mình giảm chút chút xuống lại một cái, thì tự nhiên mình nhẹ lại, cái áp lực cái công việc của chúng ta nó giảm xuống lại thêm một cái nữa. Tự nhiên mình làm một chớp thôi, có thời gian chi để mình đi chùa, đi chiền, mình nuôi dưỡng cái tâm linh mình, có thời gian mình đọc sách, có thời gian mình nghe kinh, có thời gian mình ngồi im lặng đánh tiếng chuông để mình tỉnh thức mỗi ngày. Đó là cái chất liệu sống. Mình sống không có chất liệu là uổng lắm, uổng vô cùng. Cho nên mình sống đủ sống, ít muốn biết đủ là cái chỗ đó. Không có ai nghèo cả, chỉ có những người có lòng tham quá lớn thôi. Không có ai nghèo cả, chỉ có chúng ta có lòng tham quá lớn thôi, muốn nhiều thứ quá. Cái cần và cái muốn nó khác nhau. Cái cần là đựng điều cần thiết trong cuộc sống. Cần đói thì chúng ta cần có thức ăn để ăn. Khi mà lạnh á, chúng ta cần có quần áo đủ ấm. Và khi mà chúng ta đi ra đường, cần có một phương tiện để đủ sử dụng, để không bị lỗi thời với người ta thôi. Ta sao mình vậy? Nhưng mà cái muốn á, là chúng ta muốn ăn á, là phải ngon, phải vi cá tôm hùm, phải như thế này thế kia. Rồi mình muốn gì? Mình mặc á, là phải gì? Phải lông thú, phải sừng thỏ, lên trên rừng kiếm sừng của thỏ luôn. Là phải là cái này cái kia. Thỏ không có sừng cho nên mới kiếm. Nên tôi gọi là đi kiếm những cái ảo mộng á, ngoài đời á. Phải có danh giá, mặc cái mang cái giỏ bên tay của mình á, là phải có thương hiệu và lưu gì đó. Hả? Navi gì đó. Hả? LV ở ông chùa không có rành. Ông chùa ví dụ là mì căng đồ hủ thì rành. Chanel, Trần Ông. Hả? Thì mình thấy là để làm chi đâu. Thật sự là làm chi. Mình phải làm cực lực để làm chi. Để trả lại mấy cái Chanel, Trần đồ đó. Cực khổ lắm. Cực khổ vô cùng vô tận quý vị ơi. Rồi đến khi gì? Đến khi mà trả vừa xong cái nhà, cái biệt thự vừa xong, cái Chanel vừa xong, cái biêu bọng vừa xong, nợ nần vừa xong rồi, mình ngẫm cả đeo luôn. Trả vừa xong rồi nó trời ơi, mừng quá. Năm nay nè, cuối năm là tôi dứt cái nhà đó. Tôi dứt cái xe đó, dứt cái điện thoại, dứt cái này, hỏi dứt gì, trả nợ hết rồi, mừng quá. Cuối năm cái rồi thấy mình mất tiêu luôn. Bay cao bay xa cho cố giờ bay luôn đi. Cho nên mình thấy được, mình tu, mình nhận diện được cái chỗ đó. Cho nên đó, Đức Phật ngày hai cái chỗ là ngày dạy đệ tử, cái những người xuất gia tại gia cũng như vậy. Chúng ta phải đơn giản hóa cuộc sống, ăn, mặc, ở và bệnh. Tam y nhất bác tùy thân. Tam y, ba cái y thôi, nhất bác. Bây giờ mình không có không, cái đời sống xã hội, cái vật chất nó đi lên á, cái phương tiện ở đời, thì mình không giữ được những cái mà original được như hồi xưa. Nhưng mà cái mà chúng ta phải cần có là đơn giản hóa.
mình có đơn giản sống á, mình mới hạnh phúc. Cái đẹp nó khác với cái sang nha quý vị. Cái giàu nó khác với cái sang nha. Đôi lúc có những người á, rất là đẹp nha, nhưng không có sang. Rất là giàu có nhưng mà nhìn không có sang. Có những người sống bình bình cuộc sống gì đó, nhưng mà nhìn vô á, nhìn nó sang vô cùng nha. Một ánh mắt, cái cử thôi, không cần phải xăm chân mày cho dữ đâu. Ở bên tôi sợ người ta nói mình không có sang. Ở bên Thái Lan á, có một cái cô kia có bán cái quán căng tin á, mà mấy lần sư Dường đi vui á, mấy sư đi đến chơi này nọ rồi đi mua đồ căng tin đó, mà cái cô chủ quán đó đó không biết làm sao á, cổ đi xăm chân mày sao mà cái chân mày nó đậm gì nè, mà nó bự đỏ lè đó, cái gì đang thù lùi luôn. Sư mới nói, và là các sư á, các sư biết tại sao không? Cái cổ đi á, là ngay cái chúng cái dịp mà cái tiệm mà xăm chân mày nó khuyến mãi, nó còn dư màu. Cho nên có bao nhiêu á, nó quất lên trên hết trên mặt cổ á. Trời ơi, nhìn nó dữ kinh khủng. Thì cho nên mình thấy là cái gì đó, không phải mình giàu, không phải mình đẹp là nó sang đâu. Đúng không? Sang mình để ý cái nhà nè, mình để ý nè. Mình bước vô một cái nhà mà sang trọng á, mình thấy đâu họ đâu có cần cái màu sắc chi mà rực rỡ, xanh đỏ tím hồng đâu. Không cần, đèn đuốc không phải là chớp nhá, bùm bùm bạc bạc đồ đâu. Sang tức là ở trong nó có chất liệu, người ta chỉ cần sơn một cái màu gọi là cái màu lam thôi, cái màu xám thôi, hoặc là cái màu nâu thôi. Chỉ cần cái tông màu trắng ở cho bức tường của mình, hoặc là tông màu mà da bò màu vàng ở trên nữa thì cho một cái màu sầm sậm nữa. Bước vô cái nhà mình thấy hai màu, ba màu thôi. Đơn giản, vật chất để trong nhà nó cũng đơn giản. Mình bước vô mình thấy gì? Nó nhẹ mà nó sang gì đâu á. Vô cùng vô tận nhé. Nhưng mà mình vô một cái nhà mình thấy gì? Sơn màu này, màu kia, đủ thứ lòe lạc rồi. Đèn đuốc chớp nhán. Kính thưa quý vị, nó thấy đẹp ở trước mắt thôi. Mình ở được vài ngày thôi. Những ngày sau mình ở không chịu nổi nữa. Mình thấy mình ngợp thở trong cái đó đó. Trong cái vật chất á. Đi đâu cũng thấy đồ đạc, đi đâu cũng thấy để tùm lum tà la. Mình thấy là như vậy là mình sống để không bị chênh vênh, là chúng ta phải cố gắng ý thức được sống đơn giản. Sống đơn giản để làm chi? Để mình không tìm cầu nhiều quá. Một khi mình tìm cầu nhiều quá, mình không có được, thì mình mới khổ, mình mới chênh vênh. Tại vì cái điều mình mong muốn á, mình ước ao á, mình tìm hoài không thấy. Cho nên á, có những người mình để ý nè, có những người họ đã chết rồi nhưng mà chưa có chôn thôi. Có những người tuy đã chôn rồi nhưng mà họ chưa bao giờ chết. Nhắc lại ha, có những người mà họ chết rồi nhưng mà chưa có chôn. Có những người tuy đã chôn rồi nhưng mà chưa bao giờ chết. Là sao? Có những người họ sống như vậy đó, nhưng mà không có biết gì, không có biết kính trọng người trên, không có biết kính nhường những bậc thầy đáng kính, không biết gì, sống lấy đạo lý, lấy tình nghĩa, không biết sống khiêm hạ, khiêm cung, không biết gì, không biết đạo đức, không biết thương con, không biết thương chồng, không biết sống, không có gì. Nó không có biết luân thường đạo lý. Kính thưa quý vị là họ đã chết rồi, nhưng mà chưa có đem đi chôn thôi. Chết từ thuở nào rồi. Cho nên á, họ bữa đi về quê đó, thật sự á, thấy rất là buồn. Có một cái người mà hồi xưa làm thanh niên đó quý vị, là cũng thành công lắm, đẹp, đẹp trai, rồi có đầy đủ mọi thứ đó. Nhưng mà không biết sao mà lận đận trong cái tình duyên đó, có một đứa con. Cái cô này, cô mới mê một cái người khác, cái Tùng cái Bách khác. Đàn ông quý như cái Tùng cái Bách đi ha, chứ nói bông hồng mới ghê quá. Thì cổ mới nói lời chia tay. Thì cái anh này á, ảnh đau khổ lắm. Anh đau khổ vô cùng. Con á, thì cô này cũng bắt theo luôn, và đi theo một cái người mới. Thì anh rất là đau khổ. Từ một cái cậu thanh niên thôi, kính thưa quý vị, một cậu thanh niên trai tráng thôi, ảnh dùi chôn vào mỗi ngày là trong cái mang rượu. Buốt suốt ngày là uống rượu không. Tức là họ không muốn nhìn vào sự thật, không biết nhận diện và chấp nhận cái khổ đau là một cái sự hiện hữu, tồn tại. Họ muốn mượn rượu để quên, quên sầu. Nhưng mà sầu thì càng thêm sầu. Và một thời gian như vậy, anh uống rượu, anh mức độ mà anh nghiện á nha,
mà rượu gạo đó là anh mua một cái bịch ni lông đó mà đổ trong bịch đó, mà đút cái ống hút vô cầm để hút á, mà giống như uống nước mía vậy đó. Sư về sư thấy mà sư còn bất ngờ nữa đó. Không phải uống mà từng chung như mình nữa đâu, uống mà giống như đút cái ống hút vô trong cái bịch, cầm ống hút đó mà hút. Kính thưa quý vị, trong một khoảng thời gian dài năm thôi, ảnh tàn tạ nhan sắc, xuống cấp trầm trọng, không còn ai thuê làm việc nữa, nằm bơ phờ ở trên đường. Cái đợt đó sư về đó, sư ra ngồi phía trước nhà đó, thấy anh nằm ở phía trước nhà. Anh nằm xỉu lên xỉu xuống. Sư nói, mẹ, trời ơi, anh tên là anh Nam. Sư nói, trời ơi, mẹ, sao mà anh Nam anh nhìn thấy thảm cái gì mẹ. Mẹ nói bây giờ anh uống rượu quá, cái đầu óc của anh nó bị lẳng luôn. Nó bị lẳng luôn, không có còn biết ai chứ không còn nhớ ai. Suốt ngày đụng ai cũng gì, cũng xin tiền để uống rượu thôi. Nhiều đó là đủ rồi. Ở dưới quê mình có một cái chỗ là 4 năm thanh niên đó, mà uống rượu mỗi ngày thì thưa là cái mồi không cần sang trọng nha. Một cái trái xoài thôi. Một trái xoài thôi mà nhậu từ buổi sáng tới chiều mà chưa hết trái xoài á. Cắt ra từng miếng miếng rồi cứ chấm muối ớt á, cứ múc múc. Tại vì ngày nào cũng nhậu hết thì tiền đâu mà mua một hồi cho kịp cho hết. Cho nên mình thấy được cái đạo Phật mình hay cái chỗ là nhắc mình về cái trí tuệ là cái chỗ đó đó. Cái rượu nó tàn phá con người á. Cho nên mình thấy là có những con người họ đã chết rồi nhưng mà chưa có đem đi chôn thôi. Và mình thấy được cái chỗ đó là gì? Nếu mà cái người mà sống mà như vậy, kính thưa quý vị, là trong một cái xóm, cái làng, cái xã hội mình sống, nếu một ngày nào đó mình người ta có hay tin mình mất đi thì người ta cũng gì? Cũng cảm thấy thương tiếc chút xíu thôi. Đôi lúc đó, mình còn đi xin tiền người này người kia rồi mình nhậu nhạt, mình đánh, mình quậy á, mình làm cho cái làng xóm nó xào xáo, mình ra đi cũng ai thương tiếc. Thì đến một ngày nào đó mình mà sống như vậy rồi nha, kính thưa quý vị, thì thật sự là thương cho chính mình lắm, thương hại cho cuộc đời mình lắm. Cho nên cái người tu mình á, mình nhận ra được cái chỗ đó. Ai sống làm sao kệ, ai sống làm sao, như thế này thế kia thôi kệ, mình cứ giữ tròn cái tâm của mình, sống thật tốt, thật bao dung, thật hiền từ. Ở đạo á, nó có một cái căn bản lắm, mình đừng bao giờ quên nha. Đó là cái hiền. Mình tu mình mà không thiếu, mình mất đi cái hiền á, uổng lắm. Hiền thì chưa đủ mà phải thật hiền nữa. Cũng có những người hiền mà giả giả hiền á. Cho nên phải thật hiền. Hiền phải gì? Phải thật hiền nữa. Mình thật hiền tức là gì? Mình hiền mà hiền từ bên trong hiền ra, chứ không phải là hiền ở bên ngoài. Hiền bên trong hiền ra. Cái ánh mắt mình nhìn người ta cũng đừng có liếc hái, đừng có găm gút, đừng có này ngọ. Mình nhìn cái nụ cười mình cười cũng như vậy, nó cũng có hiền, nó nhân hậu vậy đâu á. Trời ơi, nhìn như một vì sao sáng, nhìn như một bông hoa hướng dương đang hướng về ánh mặt trời, đúng không? Tức là nó hiền á, tức là đừng nhưng mà có lúc hiền có chút xíu đó rồi sau đó gì tự mình hiểu nha. Cho nên á, mình đó được cái đó làm chi, mình sống được gì á, mình tự tại lắm, mình tự tại, mình bao dung, mình tự tại. Cho nên có một cái câu tiếng Anh á, người ta nói là no star way. Khi mình gặp khó khăn mình cứ nói no star way. No là không, star là sao, quê là đâu. No star quê là không sao đâu. If you want, I afternoon you. Nếu bạn muốn, afternoon là chiều á. Nếu bạn muốn tôi chiều bạn. If you want, I afternoon you. No star quê, không sao đâu. Lúc trước trời, đứa mình nhớ cái thằng chú mà lúc trước sẽ nói không? Sao cũng được, sao cũng xong. Bây giờ mình có câu thần chú nữa là no star way nha. Không sao đâu, từ từ. Mọi thứ rồi nó cũng gì? Nó cũng đâu vào đó. Mình có được cái tâm đó là hay lắm. Bởi vì sao? Bởi vì mình biết chấp nhận. Chấp nhận đó là một cái sự thật mà chúng ta phải cần nhận diện nó, rồi chấp nhận nó. Cái người ta vong tình bạc nghĩa với mình đó, mình biết đây là sự thật này, đây là cái mình học chấp nhận này. Rồi thôi, mình nói với lòng mình, đây cũng là một cái kỷ niệm
cho cuộc đời mình khi mình gặp họ. Là một kiếp người sanh ra rồi mình gặp họ. Trong một chuỗi thời gian 1 năm, 2 năm hoặc là 3 năm, chúng ta không còn sống với nhau, không còn ở bên nhau nữa, thì mình biết thôi, đây là một cái kỷ niệm. Kỷ niệm dù nó có đau hay là nó có hạnh phúc thì cũng là kỷ niệm. Thôi kệ, để đó. Rồi mình gì? Mình ôm ấp, mình dưỡng nuôi nó. Cho nên mình thấy được cái này á, mình dung thông. Cái tâm mình á, nó rộng mở ra. Cho nên cái lạc quan, cái yêu đời á, kính thưa quý vị, là có một cái người này là cái người bị bệnh rất là nặng. Ông ấy bị bệnh ung thư. Thì khi mà ông đi vào, ông gặp cái bác sĩ á, thì bác sĩ mới khám cho ông. Thì mới nói là bây giờ anh bị một cái chứng bệnh nan y, bây giờ ung thư. Nhưng mà tôi á, sẽ cố gắng phẫu thuật để lấy cái khối u á, ở trong đó ra. Thì khi mà phẫu thuật mà lấy cái khối u á, thì khi mà mổ rồi trong đó đó xong á, để kiếm cái khối u á, để lấy ra, thì cái bác sĩ thì mới phát hiện là cái khối u này là khối u ác tính. Nếu mình mổ á, mà mình lấy ra đó mà không đúng ấy, thì rất là nguy hiểm. Tức là cái người đó đó có thể chết ngay tức khắc liền. Mà cái người mà bệnh nhân đó, họ nghĩ là khi mà phẫu thuật mổ xong á, lấy khối u ra là mình sẽ hết bệnh, không còn cái vấn bệnh ung thư nữa trong cơ thể nữa. Thì cái người này á, kính thưa quý vị, là cứ nghĩ vậy thôi. Mà cái người bác sĩ này á, khi mà làm phẫu thuật, trong quá trình phẫu thuật rồi, thì phát hiện ra là không có thể làm được, phải may lại. Bằng không mà lấy ra nó chạm mạch đó, cái người này sẽ chết liền, không có sống được nữa. Thì kính thưa quý vị, là cho nên ông bác sĩ này, ông mới may lại, ông mới khâu lại. Ông vừa bước đến cái người bệnh nhân để ông thông báo cái tin là tôi không thể lấy cái khối u đó ra được. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà nó nguy hiểm đến tính mạng của anh, nên tôi không lấy được. Nhưng mà khi vừa bước đến, kính thưa quý vị, là cái người bệnh nhân và gia đình mừng hớn hở, tại nghĩ rằng phẫu thuật xong rồi mình sẽ hết bệnh, sẽ trở về với nhà, mình sẽ thế này thế kia. Và mừng lắm, vừa đến là gặp bác sĩ là đã thể hiện cái niềm vui đó rồi. Bác sĩ, ông ấy suy nghĩ đi nghĩ lại, ông ấy quyết định là giấu cái nỗi, cái bí mật đó vào trong, một mình ông biết thôi. Và ông không có nói gia đình. Thì cái người này á, mới đi về, sống với gia đình, cũng nghĩ là mình hết bệnh rồi. Một thời gian sống gì đó, lạc quan, vui tươi á, và hạnh phúc với gia đình á. Đến một khoảng thời gian nào đó, bác sĩ nói là thôi, bây giờ vô để khám lại, để tái khám lại, để coi thử là nó có còn chuyển biến gì không. Thì khi mà vô khám, phát hiện là cái khối u này nó bị tan luôn. Thì ông bác sĩ này, ông cũng bất ngờ. Ông mới thấy là, ồ, tại sao mà ông đã may lại rồi mà bây giờ ông khi mà soi đó, mà thấy là cái khối u này nó tan luôn. Thì kính thưa quý vị, là ông bác sĩ này, ông mới, nếu trong lòng của ông á, ông mới nói, là, trong đó sẽ đọc một cái bài báo là nói như vậy đó. Ông mới nói là chắc chính nhờ cái sự lạc quan của ông này, nó giúp cho ông chuyển hóa được cái điều đó. Cho nên á, cái thân và cái tâm, kính thưa quý vị á, nó ăn liền với nhau nha. Cái tâm mà chúng ta mà lạc quan, sống yêu đời, hạnh phúc, kính thưa quý vị, là nó chuyển được cái thân nha, kính thưa quý vị. Chuyển được cái thân. Cái tâm mà chúng ta buồn, khổ, u não, nó sầu, cái khuôn mặt của chúng ta không thể tươi nổi được. Cái bước đi của chúng ta nó cũng trở nên nặng trĩu. Cái khuôn mặt của chúng ta cũng buồn, sầu. Cho nên nếu mà, kính thưa quý vị, lỡ mà cái người này mà cái chứng bệnh nan y ở bên trong nó không tan á, nó không tiêu mất đi á, thì ông bác sĩ này ông cũng cảm thấy vui là gì? Những cái chuỗi thời gian mà sau khi phẫu thuật về sau á, cái người này sống lạc quan và hạnh phúc, không còn sống trong chuỗi ngày đau khổ nữa, buồn chán nữa, thất vọng nữa. Cho nên ở đời mình cũng như vậy. Chúng ta có những cái khổ đau, những cái hoàn cảnh riêng, cho nên người ta mới nói là gì? Mỗi người mỗi nghiệp. Mỗi người mỗi nghiệp. Mỗi chúng ta đều là những chiếc ra cho chính cuộc đời mình. Nói mà khi mà kể á nha, ai cũng nói, bạch sư, cái cuộc đời của con á, mà khi mà ngồi lại viết thành một cuốn tiểu thuyết á, là chắc bán chạy nhất á, bán chạy nhất cái thế giới luôn á. Cuộc đời của con đau khổ lắm. Năm con lên 18 tuổi. Bắt đầu ca một bài ca giọng cổ. Phận gái tuyển duyên 12 bên nước, biết bến nào sông, biết bến nào trong, biết sông nào đục. Thì mình thấy là như vậy đó. Mình thấy cuộc đời mỗi chúng ta đều là những chiếc da cho chính mình hết đó. Đều
cái cuộc đời của chúng ta đều là những cái lịch sử vĩ đại, điều con cái là không có ai ghi lại thôi. Có bữa nào buồn buồn chán chán ngồi ghi lại đi rồi in ra sách tặng luôn. Cho nên á, cái story á, là cái câu chuyện á, thì có thể sửa đổi được nha. Còn cái history á, chúng ta không có sửa được. Cái history là lịch sử. Ở cuộc đời này á, có ba thứ mà người ta không thể che đậy được. Thứ nhất á, là mặt trời. Thứ hai á, là mặt trăng. Cái thứ ba á, là sự thật. Đồng ý không? Thứ nhất là mặt trời, thứ hai là mặt trăng, thứ ba là sự thật. Mình bằng lòng với những cái điều đó. Những cái mà chúng ta đã đi qua, cái cuộc đời của chúng ta đã trải qua, đã nếm mùi, tương trao, đừng hỏi tại sao, đã đủ rồi. Nó là một cái sự thật hiển nhiên rồi. Vấn đề là gì? Mình nhìn nhận, mình nhận diện nó, để mình chấp nhận nó. Mình thấy được cái điều đó là cuộc sống mình có điểm tựa tâm linh cho cuộc đời mình, có điểm tựa bình an để trở về nương tựa với chính mình. Kính thưa quý vị, cho nên cái bài chia sẻ mà nói về cái chênh vênh nó quan trọng lắm. Để hôm nay muốn nhắc cho quý vị biết là như vậy. Khi mà mình có được cái điểm tựa, mình không còn chênh vênh nữa, mà khi chúng ta không còn chênh vênh là chúng ta sẽ có cái điểm đứng, điểm nương tựa vững chắc. Cho nên khi mình tụng mình nói là quay về nương tựa Phật. Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Vay về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Vay về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống đời tỉnh thức. Tỉnh thức tức là mình phải ý thức là mình quay về nương tựa Tăng nè. Để làm chi? Để mình cũng là Tăng. Mình cũng là tăng thân đó, mình cũng là một đoàn thể đó của những người nguyện sống đời tỉnh thức. Cho nên mình sống á, mình thấy được, mình tỉnh thức một chút xíu, chút xíu, chút xíu. Hồi xưa mình cái khổ đau của mình có, thì mình gì? Mình chấp chặt cái khổ đau, mình coi đó là cái thù hằn, là cái đớn đau, là cái vết thẹo hằn sâu trong trái tim bé nhỏ này. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Muộn mà còn kéo dài nữa nha. Muộn. Để đó mà coi. Bây giờ cái mình tu rồi, mình tỉnh thức rồi, mình nói thôi, chuyện gì rồi cũng qua. Chuyện gì cũng là đâu, đâu vào đó, sao cũng được. Sao cũng xong. Tâm không vạn sự đều không, tâm chân vạn pháp thì thảy đồng quy chân. Cho nên rồi chi? Rồi mình giết đi cái người trong mộng mình. Giết người trong mộng. Cái mộng Nam Kha, cái mộng trường, mình giết nó luôn. Cho nên á, giết đi cái mộng đó rồi, mình gì? Mình mới tỉnh được. Khi mình ngủ mê á, chúng ta mê man như vậy á, mình thấy đến một chút nào đó chúng ta mới tỉnh lại. Và kính thưa quý vị, chúng ta cũng đang là những người sống ở trong mộng. Ở trong mộng. Thật sự á, đôi lúc mình thấy á, mình tự thắc mắc nha. Khi mình ngủ mơ á, mình đang nằm, mình mơ mộng đúng không? Khi mình ngủ mơ, mình không biết mình đang mộng. Mình sống trong cái giấc mộng, mình thấy là mình là Sinbad nha. Mình cầm kiếm, mình quýnh khổng lồng rồi. Chém với khổng lồng, mình là Batman, mình là anh hùng cứu nhân loại. Mình là này, này kia. Mình không tưởng, mình không thấy mình là đang mộng. Nhưng khi nào mình tỉnh mộng rồi đó, thì mình mới biết là mình đang mộng. Và chúng ta cũng như vậy, hiện tại là chúng ta không biết chúng ta đang mộng đâu. Cái giấc mộng này, chúng ta đang nắm cái vai trò là một người tu sĩ. Chúng ta nắm vai trò là một người gì? Một người Phật tử. Và chúng ta đang sống trong một cái giấc mộng lớn. Còn cái giấc mộng mà chúng ta ngủ là cái giấc mộng nhỏ thôi. Cho nên khi nào á, mình giết được cái người trong mộng của mình á, mình mới gì? Mình mới tỉnh thức. Và trong đạo Phật mình gọi là đó là gì? Giải thoát. Giải thoát tức là mình thấy cái giải thoát nó không phải là cao xa đâu nha. Giải thoát là gì? Là giải thoát những cái gì đó nhỏ nhặt chút chút trong đời của mình. Mình hóa giải nó thì đức là mình giải thoát á. Những cái gút mắt mình, cái gút á, nó bị siết chặt, mình tháo ra từng nút nó mở ra được thì đó gọi là gì? Giải thoát cho cái nút đó, cái gút mắt đó. Cái nội kết bên trong của mình á, nó còn ẩn chứa sâu thẳm thì mình giải được cái nỗi buồn, cái khổ đau đó, cái gút mắt đó, giống như cái người xử em á,
mà chấp nhận tha thứ cho người sư chị của mình vì một cái đánh bạc tai như vậy đó, thì cái người sư em này thật sự là, kính thưa quý vị, là đã giải thoát chưa? Giải thoát rồi. Giải thoát cái nỗi khổ, giải thoát cái niềm uất ức, giải thoát cái sự hận thù, giải thoát cái gì? Cái nỗi kết bên lòng 8 năm nay đã chất chứa. Thì khi mà ngộ ra, hiểu ra, tha thứ được cho nhau là đã giải thoát rồi. Cho nên mình đừng có mơ mộng một cái giải thoát gì đó nó quá cao xa. Mà khi mà chúng ta những cái giải thoát căn bản ở đời ấy, mình chưa làm được. Những cái giải thoát đơn giản thôi, ở đời thôi, chút xíu thôi, mình chưa làm được. Thì mình đừng có mơ mộng những cái giải thoát nó quá cao xa. Bây giờ mình thấy nè, mình là cái người Phật tử, cái bước đầu tiên á, mình bước vô chùa là mình từ đâu? Là mình từ cái ghế đá của chùa, cái phòng khách của chùa. Mình tiến đến đâu? Mình tiến đến chánh điện. Tức là biểu tượng cho cái ghế đá ở chùa là cái lúc mà bỡ ngỡ, rụt rè, ê thề, thổ thạng. Mình bước đầu nhập đạo vô chùa. Bước thứ hai nữa là mình bắt đầu tiến đến chánh điện để mình biết nghe kinh, mình biết học pháp, mình biết tu tập. Rồi, biết nghe kinh, học pháp, tu tập rồi, chúng ta tiến từ chánh điện đi tiến xuống dưới bếp để mình phụng sự. Mình tiến xuống dưới bếp để làm chi? Để mình phụ một tay với chị em, với sư cô, với thầy, để mình phụng sự cho những vị Phật tử đi về có thức ăn để mà ăn nha. Thì mình thấy là mình vui lắm. Mình vừa tu học được, mình vừa phụng sự được để giúp những người đi về đây có một cái món ăn ngon. Sau khi mà ăn được cái pháp thực rồi thì cũng có được cái dược thực để mà ăn. Dược thực là cái món ăn á. Nhưng mà kính thưa quý vị á, mình dừng lại ở đó thôi nha, chứ mình đừng có từ tiếng ở dưới bếp mà lên thẳng phòng trụ trì nha. Hoặc là cô trụ trì nha. Mình dừng lại ở chỗ đó thôi. Mình đến chùa, mình âm thầm, mình tu học và phụng sự. Đừng có tiến thẳng vô phòng trụ trì luôn. Khi mình tiến thẳng vô phòng trụ trì rồi, mình thân cận quá nhiều rồi chi, mình không có còn dễ thương với lại những huynh đệ bên cạnh mình nữa. Mình không còn là cái người tươi mát từ lúc đầu nữa. Không phải là cái người mà rụt rè, thổ thạng, e thề, giống con dâu về nhà chồng nữa. Mình đến đâu á, mình mới bước vô chùa, mình đâu mình cũng sợ hết trơn á. Mình sợ có đúng hay không, mình lạy như vậy á, mình lạy á có cao hay thấp, hay là có chổng cái mông lên cao quá, hay là phải hạ thấp xuống một chút. Ở sư cô chỉ mình từng chút một như vậy đó. À, cái đầu mình phải làm sao, có chạm đất hay là để cái đầu dưới đất hay là để trên tay. À, tức là mình những cái lúc bỡ ngỡ, kính thưa quý vị, mà cái áo á, chúng ta quấn qua một cái áo giới áo chàng đó, mình bóp cái nút lại á, mình thấy tự nhiên mình đứng trước gương á, mình coi trời sao mình đẹp lạ lùng như vậy. Mình thấy mình giống như là từ một cái tiên nữ làm bể chát ngọc từ cung trời mà bị đọ xuống vậy đó. Ngày đầu tiên mình mặc cái áo giới á nha, kính thưa quý vị, mình hạnh phúc lắm. Ngày đầu tiên mình được thầy quy y tam bảo cho mình, được nhận thọ trì ngũ giới tam quy. Này kính thưa con, hôm nay con đã chính thức trở thành người Phật tử. Con đã chính thức thọ trì ngũ giới đúng không? Ngũ giới tam quy để trở thành người Phật tử. Con có được cái pháp danh trong đạo. Con giống như là một cái loài hoa sen từ bùn bắt đầu tươi sáng mọc lên để làm đẹp cho cuộc đời. Từ đây về sau con là tất cả. Wow, mình nghe đã quá. Rồi bắt đầu sư cô đưa một cái áo giới mới cho mình, cho mình bắt đầu chập chững mặt lên. Mình đứng trước gương mình soi, mình thấy chết rồi, đây là tiên bị đọa nè trời ơi. Cứ nở xuống trần chơi một chút, ngờ đâu ở lại đến trăm năm. Ta cứ tưởng á, xuống trần chơi một chút, nào ngờ đâu ở lại đến trăm năm. Tới bây giờ mình tiếc, mình chắc lưỡi mình tiếc như vậy. Mình thấy mình đẹp ra, mình thấy mình hiền lương ra, mình thánh thiện ra. Tu riết rồi 3-4 năm thấy thành bà hoàng bà chúa. Trời ơi, kỳ cục gì. Trời ơi, Mấy bữa đầu mình thấy gì? Phật tử nào bước đến chùa mình cũng niềm nở, mình đón tiếp. Mình nói, ừ chị ơi, sắp tới có khó tu, có này cái kia, chị về phụ với chùa nha, vui vẻ mọi thứ. Tự nhiên mình tu riết rồi mình thấy ai cũng là cái người mà không có dễ thương dễ mến. Ai cũng là cái người mình thấy làm gì mà vô đây cứ rụt rè, làm cái gì là cũng hậu đậu á. Tự nhiên mình mở mấy cái lời đó, kính thưa quý vị, mình mà không tỉnh ngộ, không tỉnh thức được á, mình đi xa Phật lắm. Mặc dù
ở gần, ở rất gần Phật, ở gần, rất gần Thầy trụ trì, ở gần, rất gần với đại chúng, mà chúng ta xa vời vô cùng. Chính ta đánh mất đi chính chúng ta luôn. Cho nên các vị nhớ mình, mình đi đến từ ghế đá của chùa, phòng khách của chùa, tiến vào chánh điện để tu nha. Rồi từ chánh điện chúng ta tiến vào nhà bếp để phụng sự thôi nha. À, rồi chúng ta vừa tu vừa phụng sự được rồi nha. Rồi tiến vào trụ phòng trụ trì luôn, mình quản lý chúng luôn là không nên. Cho nên mình phải tự tỉnh thức là ngay cái chỗ này. Mình tu á, mình thấy được cái chỗ này, mình sống, mình quay trở lại. Mình phải tự làm mới chính mình. Làm mới chính mình. Cho nên đó, mình không tỉnh thức được thì mình phải có cái hậu tỉnh thức là như vậy. Sau đó mình phải có sự, mình ngồi lại, mình lắng động cái cõi lòng. Mình nói là cái mục đích mà để mình đi đến chùa để làm gì? Mục đích mình học đạo để làm gì? Để tìm lại cái sự bình an cho tâm hồn. Nhưng bây giờ tại sao mình lại cảm thấy bất an đến như vậy? Mình phiền não đến như vậy? Thì có do thầy trụ trì không? Có do huynh đệ không? Hoặc là do chùa không? Không phải. Do chính chúng ta. Chính chúng ta. Mà chúng ta không hay, không biết. Cho nên á, người ta nói là cái gì là ít nói lạnh lùng, ít nói một chút, lạnh lùng một chút, khùng khùng một chút mà dễ sống. Đôi lúc mình ít nói, lạnh lùng đi, dễ thương. Khùng khùng chút mà dễ sống. Hồn nhiên vui tươi. À, mình hồn nhiên vui tươi. Mình tu mà đánh mất đi cái hồn nhiên là thất bại nha. À, không có. Mình phải hồn nhiên vui tươi. À, mình lúc nào cũng nở nụ cười tươi, tươi mát. Nghe đến cái tên của mình là ai cũng thương, cũng quý. Nghe đến cái tên của mình ai cũng mến, cũng yêu. Nghe cái tên mình mà đi đến chùa thôi á, là bổn đạo, nghe tới mình có đi chùa thôi là ai cũng nườm nượp kéo đi. Đúng không? Chứ không phải mà nghe đến cái tên của mình đi chùa thôi bà đó thôi sợ quá. Rồi để mình mới đi luôn đi. Bà ngồi bà nghe pháp mình đó. Không ai sống được với bà hết á. Mình nói câu á, không ai sống được với bà hết chứ. Cho nên nó có cái chuyện vui là hai vợ chồng này mà khi mà trước khi mà yêu nhau á thì là một cái người tình của nhau. Thì khi mà hồi xưa mà còn nghèo thì biết là đi cái xe đạp á, thì cũng đi cọc cạch như vậy. Thì cái người đàn ông á, cái là hai người yêu nhau á, tức là chưa là vợ chồng, thì hai người, cái người đàn ông á thì mới chở cái người tình nhân của mình á ở phía sau, mới đạp lên trên một cái dốc như vậy á. Thì cái người đàn ông mới nói là thôi bây giờ đạp nặng quá, thôi em bước lên em đạp đi, anh ở dưới xuống dưới á, để anh phụ đẩy cái xe đạp á lên cái dốc. Thì ông hổn hển ông đẩy cái xe đạp để cho nó lên cái dốc như vậy á. Thì cái người mà người tình á, người phụ nữ á, mới nói là anh ơi, anh đẩy như vậy hổn hển như vậy á mệt hay không. Thì cái người đàn ông này á, người này con trai á, mới nói là nói như sao, nói có em ngồi đây mà anh đưa em lên, đẩy em lên trên cái dốc như thế này á, anh thấy hạnh phúc lắm, được như thế này là vui lắm. Nhưng mà kính thưa quý vị á nha, sau khi mà kết hôn xong á, được ở với nhau rồi á, cũng là cái dốc đó, cũng là cái xe đạp đó, thì cái người đàn ông á cũng chở cái người phụ nữ đó, người vợ của mình á, cũng đưa lên cái dốc đó. Nhưng mà kính thưa quý vị nha, cái bắt đầu cái người phụ nữ cũng lên đó đạp, người vợ đó, vợ chồng rồi thì mới đạp, thì cái người chồng mới xuống, nhảy xuống cũng đẩy lên trên cái dốc đó. Thì bắt đầu cái người vợ mới quay xuống, anh ơi anh có mệt hay không. Thì người chồng mới la lên, châu bò hay không biết mệt mày. Châu bò hay sao không biết mệt. Trời ơi. Thì mình thấy gì? Mọi thứ nó khác nhau hoàn toàn. Khác nhau. Hồi xưa nó khác nha, bây giờ lấy xong rồi là cái người của mình. Người của mình á, mình đâu có còn sợ mất nữa đâu. Không còn sợ mất nữa, không còn mà rơi khỏi tầm tay của mình nữa. Bây giờ là của mình rồi. Đã get married rồi. Cột nhau rồi. Cho nên đi lấy chồng á là phải cầu nguyện đến 3 lần nhé. Lấy chồng lấy vợ cầu nguyện 3 lần. Đi ra trận hoặc là đi xuống thuyền á là cầu nguyện 1 lần 2 lần thôi. Nhưng mà đi lấy chồng lấy vợ là phải cầu nguyện đến 3 lần. Nguy hiểm lắm. Cho nên bây giờ mới làm gì đây?
đi tu cho nó an toàn chứ không gì hết á. An toàn một phần nữa, an tâm nữa. Cái tâm mình nó được an. Cho nên thấy cái cảnh đó ngoài đời gọi là ngán cháo chè. Ngán cháo chè. Cho nên mà lỡ rồi thì mình phải chấp nhận. Chấp nhận. Mình bằng lòng. Mình chấp nhận. Bởi vì mình nhớ nha, mỗi người mỗi mỗi nghiệp. Mỗi người mỗi nghiệp. Không có ai á, không có ai mà không có cái đường thẳng nào mà nó xong, nó thẳng miết được. Nó phải có gấp gền, nó có phải lên, lên xuống. Cho nên cái biểu thị mà ở trong bệnh viện, bệnh tim á, mình thấy nha. Nó mà thẳng một cái là nó đi luôn á nha, người ta đứt hơi thở. Cho nên mình ý thức được cái điều đó. Khi nào mà có gặp gền, có khó khăn, có thử thách trong gai trong cuộc đời mình á, mình biết là đây là lẽ thật của cuộc đời. Để làm chi? Để chúng ta bớt đi cái chênh vênh. Trong một cái bản kinh nguyên thủy á, Nikaya, Đức Phật có nói á, này hỡi các tỳ kheo, có một cái người mà leo lên trên một cái đỉnh núi, đứng chênh vênh như vậy á, mênh mang cái nguy hiểm như vậy á, mà leo lên được trên đỉnh núi á, nó không có bằng cái người mà đang chênh vênh trong dòng sanh tử của sanh già bệnh chết. Mình thấy cái chênh vênh chút xíu vậy đó, nhưng mà có thể gì, thể vớt xuống còn có một cành cây hoặc là nắm được, có thể có hy vọng còn sống được, có thể là dán ương mình lên để vượt ra khỏi cái vách núi đó, để chênh vênh đó. Nhưng mà này hỡi các tỳ kheo, để con người ta mà chênh vênh chứ cái vòng sanh tử luân hồi không có lối ra đó, giữa sanh lão bệnh tử, thì cái chênh vênh đó là vô cùng vô tận. Cái mà các ông phải thằng tâm niệm để nghĩ về. Cho nên chúng ta cũng như vậy. Chúng ta có đôi lúc cũng sẽ là những người chênh vênh, mênh mang giữa biển cả mênh mông đại dương vô tận. Mình đọc cái câu chuyện á, hồi xưa á, cái thời mà câu chuyện cổ tích của Việt Nam mình á, có một câu chuyện là thiếu nữ Nam Sương. Thiếu nữ Nam Sương, quý vị nhớ không? Thiếu nữ Nam Sương, thiếu phụ á. Thiếu phụ Nam Sương. Thì cái bà thiếu phụ Nam Sương này á, bà sống với lại chồng của mình rất là hạnh phúc. Hai người sống đềm êm ấm với nhau lắm. Thì một thời gian á, thì khi mà chiến tranh loạn lạc á, thì mới kêu đi lính. Thì bắt đầu lính ra biên ải, đi giữ ải đó. Thì cái chàng Trương Sinh này á, là chồng của thiếu phụ Nam Sương, thì mới được kêu đi lính. Thì trong lúc mà kêu đi như vậy á, thì cái người thiếu phụ Nam Sương này á, bà mới bắt đầu mang thai. Mang thai khi mà đi thì chàng Trương Sinh á, đi lính như vậy tạm biệt xong á, thì cái người mà người mẹ của Trương Sinh á, là bà rất là yếu và bệnh rất là nhiều. Và thiếu phụ Nam Sương này á, là bà sống rất là hết lòng với chồng, hết lòng với con, và bà hết lòng với lại cái người mẹ của chồng mình. Chọn cái lễ hiếu đạo, bà nuôi nắng cho cái người mẹ của Trương Sinh á, hết lòng hết dạ. Đến như vậy là khoảng sau đó khoảng nửa năm á, thì cái người mẹ của Trương Sinh á, mới qua đời mất. Và bà chọn lễ, bà thờ phượng, bà chôn cất đồ xong, bà bắt đầu bà nuôi con như vậy á. Kính thưa quý vị, là một thời gian như vậy thì khi mà cái hòa bình á, yên ổn đồ xong á, thì bắt đầu cái Trương Sinh á, ông mới đi về lại sống với lại gia đình. Thì ông mới thấy đứa con của mình á, còn nhỏ đó, thì dễ thương vô cùng luôn. Ông mới chạy tới ôm đứa con của mình lên trên vào lòng đó. Vào lòng thì cái đứa con á, nó mới hát ra, nó đẩy ra. Nó mới nói là ông không phải là ba tôi. À, ông không phải là cha của tôi. Cha của tôi á, là tối á, cha tôi mới về. Chứ bây giờ trời sáng cha không về. Thì ông mới gì? Ông mới nghi ngờ, ông mới tức, ông mới nói là tại sao mà ta đi ra biên ải như vậy, để đánh giặc như vậy, mà Nam Sương là vợ của ta lại sống gì? Lại sống không có gì, không có chung thủy, không có giữ được cái tiết hạnh. Cho nên lại lén lút như vậy. Thì ông mới bắt đầu mới đau khổ, ông mới đi vào con đường gì là rượu chè, đau khổ vô cùng. Đến một ngày nào đó, khi mà cái niềm ức hận của ông á, nó dồn lên, khi mà ông không thể ôm đứa con của mình vào lòng á,
Thì ông mới về, ông mới nói với lại thiếu phụ Nam Sương là tại sao cô lại làm như vậy. Thì cái người thiếu phụ này á, cũng không biết luôn, cũng không biết là tại sao lại là đứa con mình á, lại nói là như vậy. Cái niềm ấm ức đó nó nằm ở trong lòng như vậy. Bà mới ẵm đứa con của mình ra ngay cái dòng sông á. Bà để đứa con ở trên sông, sông trên bờ đó, bà mới nhảy xuống mà quyên sinh tự tử. Khi mà bà tự tử xong á, thì cái người chồng á mới đau khổ vô cùng, đi chôn vợ mình, chôn cất đồ xong, hàng xóm giúp đỡ xong. Thì bắt đầu cái tối nọ thì cái đứa con á, nó thấy một cái bóng á, cái bóng của người cha của mình á. À, buổi tối đó nó có cái bóng đó, khi mà xuất hiện mà đi về đó, thì đứa con nó tưởng là, nó kêu là người cha của mình về, người cha của mình về. Thì nó chạy tới nó ôm cái bóng. Thì mới phát hiện ra là cái bóng này á, à, chính là cái người cha mà đứa con của vợ mình nói đây. Khi mình đi xa rồi đó, không có cái người cha bên cạnh á, cho nên thiếu phụ Nam Sương á, mới lấy cái gì? Mới lấy cái bóng của mình á, mỗi lần mỗi tối về á, mới nói với con mình, đó là cha của con đó. Cha của con mỗi tối về, mỗi khi mà con khóc đòi cha đó. Thì bà mới gì? Mình thấy được cái cuộc sống á, nó đôi lúc có những cái gì? Cái mâu thuẫn á, những cái út kết á, cái nội kết á, có chút xíu đó thôi á, mà cuối cùng rồi chương sinh ân hận cả cuộc đời. Ăn hận, hối hận vô cùng. Ừ. Cho nên nãy mà sư có nói với vị á, khi mà mình chưa ngồi để lắng nghe tâm tình của một ai đó, thì mình sẽ không thể nào hiểu hết họ đã từng trải qua những gì đâu. Cho nên mình tu để vượt qua được cái chênh vênh, mình cũng phải học một cái hạnh nữa là gì? Hạnh sống sâu sắc và điềm tĩnh. Điềm tĩnh. Chúng ta điềm tĩnh, điềm tĩnh trong mọi vấn đề, mọi hiện tượng, mọi sự vật. Khi mà nó đến đó, nó diễn ra đó, thì chúng ta phải cố gắng giữ cái điềm tĩnh. Và cái đó ta gọi là gì? Là cái định, định ở trong tâm của mình, cái sức định. Cho nên ngồi thiền á, nó không phải là chúng ta ngồi bao lâu nha, mà chúng ta ngồi thiền nó được bình an được bao lâu. Cái giây phút chúng ta được bình an, dù chúng ta ngồi một tiếng đồng hồ, kính thưa quý vị, chúng ta có những cái lúc á, cảm nhận cái bình an á, nó diễn ra trong vòng gì? 3 phút đến 5 phút thôi. Đó là cái giá trị của cái thiền đó, nó tồn tại đó. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta cũng như vậy, để mình vượt qua được cái chênh vênh trong cuộc đời, chúng ta phải học cách điềm tĩnh. Đừng có mất một cái sai lầm như chàng Chương Sinh, vì một chút ghen tuông, một chút không kềm chế cái lòng của mình thôi, mà đã đánh mất đi một cái người vợ chung thủy Nam Sương và ân hận cả cuộc đời như vậy. Cho nên người ta mới làm một cái miếu để tôn thờ bà ngay cái dòng sông. Nó lưu truyền một cái lịch sử để nhắc nhở cho chúng ta là như vậy. Cho nên cái người Phật tử, cái bài học cuối cùng để chúng ta khỏi chênh vênh đó là sự điềm tĩnh. Chúng ta điềm tĩnh trong mọi sự vật, mọi hiện tượng, mọi vấn đề diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Được cái đó, kính thưa quý vị, là chúng ta sẽ dung thông được mọi thứ và cuộc sống nó sẽ khai hoa nở nhị, nó vui lắm. Ai nói mình hay dở, ta khoan vội trách hờn, khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Không ai dời được núi, không ai suối được mình. Nếu tâm ta định tĩnh, làm gì có vô minh? Nếu tâm ta định tĩnh, làm gì có vô minh? Mây bay ngang qua núi, mây sẽ tể làm hai. Cuộc đời dẫu trong gai, rồi ngày mai sẽ đẹp. Kính chúc quý vị sức khỏe, vui vẻ, tươi trẻ và thật nhiều định lực ở bên trong của mình, và cái sự điềm tĩnh bên trong của mình, và cái sự tự tin vào trong chính bản thân của mình. Mỗi chúng ta đều có khả năng thành Phật, đều có khả năng giác ngộ, và phải thần tượng với chính mình. Được như vậy, chúng ta sẽ sống một cuộc đời bao dung, lấy từ bi làm lễ sống, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, và cuộc đời chúng ta sẽ nở hoa, cuộc sống của chúng ta sẽ thăng hoa và thăng tiến lên trên con đường tu học. Đó chính là cái mục đích, mục tiêu thiêng liêng nhất. Và làm sao sống một cuộc đời thật có ý nghĩa và để lại
cho cuộc đời, cho hậu thế ở mai sau. Cái tên của chúng ta sẽ được khắc vào bi đá, sẽ để lại cho đời của chúng ta. Không có phải là tầng nhân loại thì cũng phải là một xã hội. Không được một cái xã hội thì thấp lắm phải là xóm làng. Không có xóm làng được thì chúng ta phải làm trọn nghĩa trong cái chính cái gia đình của mình. Và cái cuối cùng nhỏ hơn một chút nữa là chính chúng ta phải mỉm cười. Phải mỉm cười trước khi ra đi. Phải mỉm cười tươi những gì mà chúng ta đã làm, đã để lại cho cuộc đời này. Đó là sự phụng sự, là hy sinh, là trọn vẹn sống một đời ý nghĩa. Và lưu ý mình nhớ cái câu mà đại sư chia sẻ nha. Có những người chết rồi mà chưa chôn. Có những người tuy đã chôn rồi mà chưa chết. Thì chúng ta cũng vậy. Một ngày nào đó chúng ta dù có chôn, có nằm dưới lòng đất đi nữa, nhưng mà trong lòng đất đó đã chôn lấp một bậc chân nhân, một bậc hiền nhân nha, chứ không phải là một bậc tiểu nhân. Lòng đất đó nó là vô tri vô giác, nhưng mà khi có một bậc chân nhân, cái thân xác của một bậc chân nhân, một bậc hiền nhân thượng nhân nằm xuống cái lòng đất đó, cái lòng đất, cái đất đó nó sẽ phúc hưng thịnh lên. Nó làm cho những người nào về đó sẽ thân hưng thịnh lên nhờ cái năng lượng, cái công đức của một bậc chân nhân á, nằm chôn vùi dưới lòng đất đó. Chúng ta cũng như vậy, sống sao không biết, nhưng hãy để lại cái thân xác này nè là ngọc ngà châu báu, để chúng ta khi chôn xuống rồi ai cũng gì, cũng liên tiếc, cũng thương. Cái tứ đại nó rã tan, nhưng mà cái tinh thần, cái đạo đức, cái để lại của chúng ta sẽ còn vang vọng mãi. Cho nên làm sao để chúng ta tuy chôn rồi mà chưa chết, sẽ sống mãi với thời gian và không gian. Xin chúc quý vị nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm hạnh phúc. Mô Phật. Quý vị chúng ta hôm nay về đây nghe pháp thoại rồi còn mừng sinh nhật của con trò thì thật sự là rất là vui. Và nghe sư cô có hướng dẫn là ngày mai ha. Sáng ngày mai chúng ta có một buổi nữa ha, chia sẻ nữa. Cho quý vị mà sắp xếp được á, thì sáng ngày mai chúng ta về mấy giờ? 7 giờ sáng chúng ta có thể mình đến dự pháp thoại rồi mình cùng thực tập thiền, sau đó mình đi làm luôn nha. Còn tối á, thì 8 giờ thì kính hy vọng là quý vị chúng ta cùng yểm trợ cho một nhà sư trẻ. Để có tinh thần và sức khỏe ha, để cố gắng ban bằng cái tâm nguyện của mình thôi, không có cao xa nhiều lắm, nhưng bằng cái sự chân tình nha, bằng những gì mình có được để chia sẻ cho quý vị, để chúng ta cùng sống vui, sống khỏe, đó là đủ rồi ha. Thì giúp cho quý vị không có cái gì đạo lý cao xa, giác ngộ, giải thoát gì mênh mông vô cùng vô tận, chỉ là những cái lời tâm tình thôi, để chúng ta cùng sống vui, sống khỏe, và đó là cái mà chúng ta sẽ còn lại cho cuộc đời này. Mô Phật, chúc quý vị niềm vui. Đất này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thường gia hộ. Mô Phật. Mô Pháp. Mô Tăng. Mô Tăng. Rồi, chúc quý vị một đêm an giấc.